À, các bác ạ, hôm nay em lại tìm được một cái phôi thông các bác này. Nhưng mà cây thông này nó cũng bình thường thôi, nó không được đẹp lắm, nhưng mà đã là cây phôi thì chúng ta có thể là cải thiện nó, với lại làm và chăm sóc nó từ đầu. Đây là các cái cành của nó rất, nhưng mà cây này lẽ ra thì tôi không lấy, nhưng mà có một cái điểm để tôi cần phải lấy ở cây thông này. Thứ nhất là nó đang nằm trên cái tảng đá này này, các bác nhìn nhé. Cây này thì em tìm được từ lúc sáng rồi, nhưng mà em làm cái clip này thì em cất để chiều hôm nay em làm clip với các bác. Đây này, các bác nhìn này, nó lên cả bầu đất luôn nhá. Đấy, nó có nguyên cả cái bầu đất này luôn này. Thì ra ngoài tự nhiên thì cũng có rất nhiều cây, nhưng mà gặp được những cây như này thì cũng cũng là hàng hiếm các bác ạ. Cây này bây giờ thì chắc chắn là phải cắt đi rồi, nó cao lên mãi trên này các bác này. Nhưng mà lấy như thế thì làm thì nó không đẹp được, nó không có nghệ thuật được, cho nên là phải lấy, có lẽ phải cắt từ đây. À, cắt đây xong thì em mới làm bầu nhá, phải cắt trước chứ không cắt trước mà mình làm bầu đây thì nó đổ, nó sập cây ra. Để em cắt cắt cái cây này đã, đây có lẽ phải cắt từ đây này. Lẽ ra thì cắt sát đây luôn, nhưng mà không không cây thông thì chúng ta không được cắt như thế đâu. Có thể cái phần này sau thì chúng ta có thể làm lũa này, đây này. Nhưng mà cây này nó có bệ này, rễ của nó ở đây nữa này, tí nữa em sẽ đánh rễ lên. Em cũng có chuẩn bị là một số cái băng dính với lại cái dây đồng để tí nữa em thu cái bệ của nó lại. Vì thực ra cái bệ thông là nó rất quý các bác ạ. Nó vì được một cái rễ này là rất khó và rất lâu, nếu mà chúng ta chăm sóc trong chậu thì lâu lắm. Cho nên sẵn đây thì chúng ta có thể là tận dụng nó luôn nhá. Thì em sẽ làm hoàn chỉnh cái cây này cho các bác. Để em cưa cưa đoạn này, cưa cưa ngay đây đi. Vì nó dưới này cũng có rất nhiều chồi này. Đây này, chồi này. Cây này thì tìm được được hôm buổi sáng, nhưng mà tính là đưa về luôn rồi, vì là cũng là đi lấy cây mà. Cho nên là nói thì cây này để làm clip cho các bác đi. Để em cắt đã. Cắt xong thì chúng ta nói chuyện sau. Đây là em đã cắt rồi. Bây giờ thì đến cái phần moi bệ và làm bệ cho nó. Bệ của nó thì cái rễ này thì em phải lấy ra hết này, nó đang còn nằm trong đất này. Tôi tút từ từ nhẹ nhẹ. Tút đến đâu thì mình kéo đến đâu ấy. Đây là các cái rễ con của nó này. Mình kéo đến đâu mình cứ nhẹ tay thôi. Vì cái này thì nó nằm ở trên cái tảng đá đấy, thành giống như nó nằm trên chậu rồi. Cho nên là em mới thích thì em lấy về. Đấy cái rễ của nó này. Mình làm nhẹ nhàng thôi. Em một tay làm một tay quay. Tay em thì cứng như đá các bác ạ. Chỗ này là nó nguyên bầu của nó rồi này. Nó có một cái rễ ở trong này này. Cái rễ chắc là cái rễ cọc của nó thì nó chọi vào trong này. Nó ăn sâu vào trong này. Nhưng mà đây là nguyên một cái tảng đá hết. Đây tảng đá này. Đây rồi bác ạ. À, cây này thì hầu như là lên nguyên cả bầu luôn các bác nhé. Cái rễ của nó này nó đánh khoanh tròn lại đây này. Những cái rễ này thì tí nữa về thì em sẽ đan lại. Đan lại xe cho nó thật hợp lý. Vì tận dụng được những cái rễ này là rất khó mà. Khổ máy bay bay mà trên trời mà ồn quá. Đây nó có cái rễ trong này này, chưa lấy được này. Để em lấy cái rễ trong ra đó. Đây các bác ạ, khi em đã đánh ra rồi thì nó đây, nguyên bầu của nó đây. Và cái rễ này thì nó rất là nhiều. Thực ra các bác mà đi tìm được những cây thông như thế này á thì rất là hiếm có, khó tìm. Đấy, rễ của nó rất là nhiều này. Các bác thấy có nhiều như rễ của cây xanh hay không? Đây nhá, rất nhiều nhá. Cây này thì về có thể là tùy cơ ứng biến, nhưng mà phải đem về nhà đã. Rồi có thể là chúng ta cây này thì ép đá vẫn được rồi này. Vì thực ra làm cây thông ốp đá thì rất là khó. Nhưng mà tìm được những cây mà nhiều rễ như thế này để chúng ta làm ép ấy thì là vẫn vẫn làm được này.
em phải làm cây này ép đá mới được đấy. Nhưng mà cứ đem đem về đã, tùy các ứng biến, các cái rễ bệ của nó các bác này. Rồi về nhà chúng ta moi ra chúng ta làm sao nhá. Đấy, nhiều các cây mà có rễ cọc rất rất là khó. Rễ cọc thì chúng ta phải cắt trước, nhưng những cây này thì gặp được cũng là may mắn thôi các bác ạ. Thực ra thì em gặp cây này cũng gọi là gặp may thế thôi. Thì cây thông mà nói chung là cây này em phải về kết cho xong cái bệ là mất mất buổi rồi. Vì cái rễ thông không phải như cái rễ cây xanh đâu. Rễ thông thì nó cứng hơn này, nó rất cứng này, không bẻ được như cái rễ cây xanh đâu. Đấy, đem về thì tính sau nhé. Cứ về lên chậu đã. Rồi các bác nhé, em đã đem về nhà rồi. Thì bây giờ chúng ta cùng khám phá bệ của cây thông này. Thì hôm nay thì em sẽ đan bệ cho cây thông này. Vì thực ra mà nói thế này các bác này, khai thác ở trong tự nhiên ấy thì nó thì rất là nhiều. Nhưng mà để mà gặp được những cây như thế này á, thì năm thì 10 họa thôi nó mới gặp được, chứ không phải là lúc nào cũng gặp được. Nhưng mà những cây kiểu này, kiểu tự tựa cây như thế này ấy, thì em lại biết là vì những cây này nó chỉ mọc ở những cái vách đá thôi. Như lúc nãy em lấy đấy thì là cái vách đá các bác ạ, thì các bác cũng biết rồi. Thì lẽ ra thì đấy là em thích làm clip cho các bác ấy thì em mới ấy thôi, còn không lẽ ra em để nguyên như thế này luôn. Em chỉ cắt phôi như thế rồi em để khoảng tầm cây này khoảng tầm năm nữa thì là đẹp, để tận dụng như thế thì một năm nữa các cái cành này này đây nhá, nó sẽ rất là to, nhưng bây giờ cũng bằng que đũa rồi này. Đây cũng thế này đấy. Cái phần này thì mình làm lũa thôi, nhưng mà các bác phải biết thế này này, cây thông lúc các bác cắt rồi ấy thì cái vết này nhá, cái vết sẹo của nó đấy, thì nó sẽ ra rất là nhiều cái nhựa của nó này. Chúng ta phải gọt thật sạch rồi chúng ta đính keo liền da liền sẹo vào, là cái keo vào thì nó tránh được nó chảy nhựa ra đấy. Tức là cây thông thì chúng ta khắc phục được cái nhựa của nó ấy thì nó khỏe lắm, còn không khắc phục được cái nhựa của nó thì nó rất là yếu. Nhưng mà cây này thì nó rất là khỏe các bác nhé. Đây là rễ bệ của nó nhé, đây này, thoải mái lựa chọn luôn. Cái này mà ép đá, kiểu ép đá nhẹ nhàng thôi là ok này. Cây này thì em vẫn dùng giấy vệ sinh em trồng nó, là vì cái giấy là tạo chất mùn. Các cái rễ con của thông đây cũng rất là nhiều này. Phải đứng xa thế này mới thấy được hết rễ của nó quá cả. Đấy, nó có tầm chục cái rễ đấy. Thì chúng ta bắt đầu đục đất ở trong này. Rễ của nó các bác này, đây là rễ hết, rễ đặc hết rồi. Thì cái này thì chúng ta có thể là nếu trồng cây này nhá, là chúng ta vẫn em thì em đan bệ rồi, em không nói rồi, nhưng mà em vẫn lấp đất đến ngang tầm này này. Mình trồng cái chậu sâu một tí sau này mình lấy, vì cây này đang còn lâu mà nó cái phôi quá là hay thì em phải lấy không nhỉ. Cũng nhiều người chơi thông, người ta biết thì người ta lấy mất của em đấy này. Thì ai thấy trước thì người lấy trước thôi, không có sao đâu, nhưng mà mình phát hiện trước thì mình lấy trước. Có phải đi lúc nào cũng gặp được những cây thế này đâu các bác. Đây nhá, nó đặc hết rồi này. Đấy, cây này nhá, có rất nhiều hướng để làm. Kể cả là cắt đây này. Cắt đây thì cái bệ nó to quá làm sợi không cân xứng, nhưng mà cái đoạn này nó hơi dao thì nó mất 20 cm các bác ạ. Thì nó phát chồi. Nhưng mà cắt tầm ở đây thì đẹp hơn này. Thì có các cái tay cành đây rồi. Nó làm rất nhanh nhưng mà tùy cơ mình ứng biến thôi. Vì thực ra cây thông ấy thì nó không phải như cây xanh, vì
lên đến đây thì làm sao mà bẻ được các bác, đúng không? Rất là khó bẻ, quá là khó luôn. Bệ đây cũng thế này, để em soi cái bệ này ra cho các bác thấy luôn. Vì thực ra thế chứ cái thông mà gặp được bệ như thế này thì mấy mấy người gặp được đâu các bác, đúng không? Cái khai thác trong tự nhiên cũng thế, mấy khi mà gặp được những cây thế này đâu. Đây là cái rễ này là lúc nãy nó cắm vào sâu vào trong đá thì em cắt rồi này. Đây, ở đây còn mấy cái rễ nữa này, rồi cứ để đấy đã, xem bên này thế nào nào. Bên này thì nó bệ, bên này nó đẹp hơn. Đấy, bệ bên này thì nó đẹp hơn, có chân bệ này, rất là đẹp. Rễ này thì chốc nữa thì phải phải đính nó vào, thì chốc nữa em làm thì em sẽ chi tiết về cái bệ này hơn. Thôi em ngừng cái video ở đây để em đan bệ rồi em quay cho các bác luôn. Rồi cái bệ thế là gọn rồi các bác nhé. Thì đến cái phần cành của nó này, cắt bớt đi. Thì theo các bác là em làm thế này các bác dễ hình dung nhé. Từ đây một gang này, từ cái bệ nó lên đây này, thì lên đến tầm khoảng 25, cắt đến đây là tầm khoảng 25 này, thì trồng phải siêu một thế này một tí này. Thì theo các bác là cắt cắt khoảng tầm để lấy nó tầm 25 cắt thế nào, các bác hãy để lại comment cho em nhé, thì em cắt. Còn bây giờ phải để thế này đã, vì ra thế này cắt ở đấy cũng được, nhưng mà cắt ở đấy thì sau này làm cái cây nó có thể là rụt rịt hơn, nhưng mà nó lại là cái khẩu độ của cái bệ này nó to này, nó to quá, cho nên thì phải để trên này thì nó mới cân được các bác. Thì tí nữa em vẽ cái tay của nó ra cho, đây trên này có mấy cái tay này, cắt cho gọn gọn nó dễ nhìn. Trong tự nhiên là tận dụng được thế này là may mắn rồi các bác. Thì nên cắt thế nào, nên cắt cái khẩu độ này hay là sao, thì các bác nhớ để lại comment để em cắt nhé. Hay là cây này cứ để thế này trồng đã, chắc phải để thế này trồng thôi, rồi chờ nó đậm chồi thế nào rồi tính sau, đúng không các bác? Chứ còn bây giờ mà cắt thì cũng, vì cắt đây thì lấy cái phần này nó cũng đẹp rồi này. Đây, nó có cái chân đế của nó đây, vì thông mà được như thế này là hiếm mà. Không có đâu, làm gì có thông mà bệ dậy như thế này đâu. Kể cả vào vườn nó phải nuôi đến 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 cả 15 20 năm mới có được cái bệ thế này. Thì chúng ta chờ nghiên cứu đã, đúng không? Để em làm cái tay cành cho nó cân. Khi mà lọc chồi của nó thì lọc cái lá của nó ra, các bác chú ý này. Ở đây là nó có một cái chồi của nó rồi này. Ở đây một cái nữa này, cái này cũng chồi chứ không phải lá đâu nhá. Đây này, đấy, vì em chi tiết vào trong này để cho các bác dễ hình dung để khi chúng ta làm cái khỏe. Vì em thì nó có quá nhiều thông rồi, các bác nhiều khi có thể là kiếm được một hai cây thì nó khó, nhưng em thì nhiều. Chốc nữa em cho con xem mấy cái phôi của em.
vật thế này vào cái dây đồng của nó cho nó khỏe, nó mềm mềm từ đầu đấy. Cái chồi của nó này rất là mập, nó mới ra nhưng mà rất là mập các bác ạ. Đây. Thế nhá. À, đây là cái bệ của nó thì được em thu gọn lại rồi nhé. Ở đây này, với lại chỗ này cũng lấy ra cho nó sạch đi. Đấy, làm nó sạch sạch sẽ luôn. Còn những cái rễ này thì chúng ta tí nữa bỏ bớt đi. Những cái đầu rễ nào không bị dập thì chúng ta giữ lại, còn những đầu rễ nào bị dập thì chúng ta bỏ đi. Còn chúng ta xử lý cái phần bên này, tức là cho cái bệ nó gọn lại. Vì thực ra nếu mà một cái thông mà có cái bệ như thế này á thì nó rất là khó, phải nuôi rất là lâu năm mới có, chứ không phải tự nhiên mà nó có được như thế này đâu. Vì cái rễ thông thì chúng ta phải tận dụng lại mà, không phải như các rễ của cây cây khác thì nó phát triển rễ hơn thì có thể là chúng ta tận dụng không cần đến nó, nhưng mà cái này thì chúng ta phải tận dụng. Những cái rễ này thì chúng ta cứ bỏ đi này, bỏ đi cho nó sạch. Gặp được cây này cũng gọi là gặp may đấy các bác, không phải lúc nào cũng gặp được cây thế này đâu. Dưới này này nó cuộn cuộn luôn các bác ạ, vì nó nằm lên tảng đá mà. Cái rễ này nó thừa ra vanh ra không cần đến đâu, bỏ đi. Cái bệ này xem nhé, chỉnh đã xong rồi. Cái rễ này thì không cần, khi trồng thì chúng ta bỏ vào luôn. Đấy, nhìn cái bệ thông sướng không các bác? Tại vì có chỉ có cây xanh mới có bệ như thế này đúng không? Về luôn các bác ạ. Thì cũng là gặp may mới có, không phải là lúc nào cũng có thế này đâu. Lúc nó phát triển ra rồi ấy, thì rễ nó to lắm, nó khỏe lắm. Thì là em ở gần rừng thông nên những cái rễ của cây thông thì em được được nhìn ngắm và được xem như là cũng là cái kinh nghiệm của mình rồi. Bệ cây thông mà nó như cây xanh luôn. Đây là nó dưới này, phần dưới này nó đặc hết các bác này. Đây này. Đấy. Vì nó nằm trên đá nên cứ ra rễ nó cuộn vòng thế này đấy. Bầu của nó thì đây rồi, nguyên đây rồi. Cây này thì chúng ta thì vô tư luôn. Nhưng mà bây giờ thế này là thì cái clip này thì em đưa lên nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng đan bệ cây thông này các bác nhé. Vì rễ của nó rất là cứng cho nên là cũng rất là khi đan chúng ta cũng, vì thực ra cây thông thì bệ thì của nó thì chúng ta tận dụng lại thôi, chứ không không thể là nó như cây xanh nó phát triển bệ mạnh mà chúng ta không tận dụng được. Ví dụ như cây này cũng thế này. Là các bác lưu ý là những cái rễ nào mà nó bị tổn thương đấy thì chúng ta không cắt liền đâu nhá, để chúng ta làm xong thì chúng ta cắt luôn. Cố gắng là đừng có để nó gãy nhé, nó gãy là nó hư luôn đấy. Cái rễ này thì nó gãy ở đây rồi này, cắt đi rồi. Vì
ở ngoài này thì cắt đi để đan cho nó gọn vào, còn những cái rễ rau nó dập thì chúng ta chưa cắt liền, khi nào chúng ta trồng chúng ta nó cắt. Cứ đưa hết nó vào ở trong cái đây, chúng ta có thể lấy dây chúng ta đính vào này. Đính cái dây đồng này thì chúng ta cột gá vào thôi, thì sau này thì nó khỏe lên thì nó có thể bung được ra. Vì chúng ta cột gá nhưng mà gá nhẹ vào, nhưng mà chúng ta cũng là thắt nhẹ nhàng thôi. Với lại cái dây đồng này nó mềm, nó không tổn thương cái rễ. Mà lúc ổn định rồi thì không lo nữa. Đấy, cột nhẹ nó bung cái là ra ngay, đẩy mạnh cái là ra ngay. Ta cái rễ nào mềm thì chúng ta làm trước. Cây này chậu trong lòng chắc là phải tầm 40 các bác ạ. Thì cành này cũng vào dây nhôm cho nó luôn đi. Những cành này thì nó rất là mềm các bác này, nhưng mà phải vào luôn đấy. Vì vào cái dây nhôm này cho nó khỏe cành, mình cho nó lỏng lỏng một tí, mình nới nó lỏng ra một tí ấy. Chỗ này nó phải ra rất là nhiều chồi này. Đây nhé, cái đầu này nó ra nhiều chồi lắm. Còn những cành bé hơn thì chúng ta vào dây đồng. Cành bé này thì chúng ta vào dây đồng các bác này. Đây. Vì nó cũng đang bé. Vì có thể là sau này em tính nếu mà ấy làm cắt ở đây mà. Cắt khoảng tầm này này. Nhưng mà bây giờ nó đang có cảnh đây thì chúng ta tận dụng làm mà chúng ta chơi cho vui mắt đã. Đấy thì chúng ta tận dụng một số cái cành cũ của nó lại để làm cho nó cái cây cho vui mắt mà chơi đã nhé. Đây có cành này, có thể là tôi sẽ cắt nhưng mà tôi sẽ bỏ đi, nhưng mà bây giờ thì không lẽ là chơi một cái cây mà không có cành lá thì cũng không được đúng không? Thì cây mà không có cành có lá gì thì chơi cũng cái cảm giác nó không được thích lắm, cho nên là phải tận dụng một số cành này lại rồi mà cứ chơi. Nó có các mức chổi để chơi rồi. Gì mà
kêu cái sụt thế này rồi. Nhôm lúc nãy vào hơi kém. Ra ngồi làm thông cũng vui các bác ạ. Những cái thông này thì chúng ta tận dụng lại cái chồi của nó làm mà chơi cho vui mắt ạ. Sau này nó khỏe thì tính sau. Vì thực ra mà nói chơi thông cũng là trường kỳ kháng chiến, giống như kiểu là chơi tùng đấy các bác ạ. Những cái thông ở bên Nhật ấy, hoặc là Hàn Quốc hoặc là các nước ấy, thì người ta cũng chơi rất lâu năm mới ra được một cái thông. Còn chúng ta tạm thời chúng ta không tính toán cái gì đã, chúng ta chơi vì đam mê và em cũng thế thôi, tạm thời chúng ta cứ chơi vì đam mê thôi đã. Cũng là vì chưa tìm được chậu nên là để cái hòn đá này tạm lên cái đã. Hòn đá này cũng hay, nó mà có rêu phong lên ấy, nó rất hợp với cái màu của cái thông này. Nó đây, cái màu cái thông này thì nó rất hợp với hòn đá này. Thì giờ em cũng đã làm coi như xem là xong cái cây này rồi các bác ạ. Thì còn một số cái dây đồng nữa thì em chỉnh sửa sau. Thì em làm cái clip này để em gửi cho các bác luôn. Đấy. Giờ nhìn nó cũng xinh rồi, cũng được được rồi. Thì cái này thì cái hướng là cắt ở chỗ này này. Đấy. Nhưng mà sau thì tính đi. Bây giờ để thế này mà chơi đã, vì cắt chỗ ấy nhá. Nếu cắt chỗ này thì cái bệ này nó to quá thì nó không cân xứng với cái cây này. Thì phải để tầm như thế này đã. Rồi sau nó còn đổ ra rất nhiều là chồi nữa, rất nhiều chồi nó còn đổ ra nữa. Đấy, các cái tay này thì làm chỉ cần vào dây đồng nữa là được thôi, nhưng mà em cũng xem như là cho xong cái cây này đi. Rồi các bác thấy hay thì hãy like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho em các bác nhé. Đoạn này thì nó hơi hơi dao một tí, nhưng mà sau này có thể chúng ta làm lũa. Cây này thì cực khỏe rồi các bác ạ, khỏe lắm, rất là khỏe luôn. Bệ của nó thế là cũng được rồi, vì nuôi trong chậu biết ngày là tháng nào cho được thế này đâu, đúng không?